Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Càng đến gần ngày khai mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng, các thế lực thù địch và những phần tử phản động ngày càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một trong những luận điệu đó là phủ nhận cụm từ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong dự thảo văn kiện đại hội. Họ cố tình nhắm mắt trước thực tiễn 35 năm đổi mới đã khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam. Nếu không được giải thích rõ ràng, có thể nhiều người sẽ bị những lập luận tưởng chừng như rất khoa học này lừa phỉnh, dẫn đến mất niềm tin vào con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ làm rõ điều này. Trước hết sẽ cùng nhận diện một số luận điệu xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cách đây vài năm, một số người tự xưng là nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà dân chủ đã phát biểu trên một số tờ báo nước ngoài, trang mạng xã hội rằng kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa khác nhau như nước với lửa, như ngày với đêm, hoàn toàn đối lập nhau. Kinh tế thị trường là phủ định của xã hội chủ nghĩa và ngược lại. Gần đây, những người này lên diễn đàn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Cũng vẫn luận điệu ấy, nhưng lại bổ sung thêm vấn đề mang tính lý luận rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là khái niệm mơ hồ. Vì thế, họ kiến nghị không nên để cụm từ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong văn kiện Đại hội 13. Các ý kiến cũng hàm hồ cho rằng không có kinh tế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường, các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau. Ghép định hướng xã hội chủ nghĩa vào kinh tế thị trường là sự gán ghép chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở khoa học. Có người còn kiến nghị, nếu bỏ không có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì kinh tế đất nước sẽ phát triển nhanh hơn. Vậy thực chất kinh tế thị trường có phải là mơ hồ và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có phải là sự gắn ghép chủ quan, duy ý chí hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nguyên phó ban lý luận và tuyên truyền, báo Nhân dân để làm rõ những nội dung này. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhờ tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Theo ông, kinh tế thị trường, các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa thì có phải là những cái yếu tố đối lập nhau hay là loại trừ nhau hay không ạ? Nếu xét ở góc độ kinh tế thị trường thuần túy, nếu xét ở góc độ là xã hội chủ nghĩa thuần túy, thì dường như hai cái động lực phát triển có vẻ như là ngược chiều nhau. Kinh tế thị trường thì lấy lợi nhuận là chính và là cái tối cao của sự phát triển kinh tế. Chủ nghĩa xã hội thuần túy thì là lấy cái mục tiêu con người, giải phóng con người là cái mục tiêu cao nhất. Kinh tế chỉ là động lực, kinh tế chỉ là công cụ cho con người phát triển. Tuy nhiên, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ là một sự kết hợp rất là tốt giữa hai cái ưu việt của hai cái thể chế. Tức là chúng ta lấy cái cơ chế hiệu quả của kinh tế thị trường với cái mục tiêu cao nhất vì con người của xã hội chủ nghĩa kết hợp lại thì chúng ta sẽ có được một cái phương thức gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và đây chính là cái lý tưởng chúng ta phấn đấu tới. Ở Việt Nam thì kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định từ khi nào và vì sao chúng ta lại lựa chọn cái khái niệm này? Từ thời đổi mới, chúng ta đã bắt đầu chấp nhận kinh tế thị trường, coi đó như là một thành tựu của nhân loại, coi đó như là một cái công cụ cần thiết để xây dựng chủ nghĩa xã hội, coi đó như là một công cụ cần thiết để phát triển kinh tế dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh. Nhưng mà khái niệm này từ năm 86 đến năm 91 chưa hề xuất hiện. Chúng ta mặc dù đã có chấp nhận một nền kinh tế thị trường đa thành phần, đã chấp nhận lấy cái mục tiêu con người là cao nhất, nhưng mà nó chưa có khái niệm này một cách đúng như là khái niệm chúng ta đã hình dung. Chỉ đến năm 1991, Đại hội 9, chúng ta lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng chính thức ghi nhận là Việt Nam phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cái khái niệm này vẫn chưa được rất là đầy đủ và nó phát triển dần qua từng thời kỳ, từng nhiệm kỳ đại hội. Và chỉ đến Đại hội 12 năm 2015, chúng ta mới thực sự là đã có một cái định nghĩa khá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc và lần đầu tiên về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, chúng ta định nghĩa theo 4 cái hướng là cắt lớn. Cái thứ nhất đó là chúng ta định nghĩa kinh tế thị trường, định chủ nghĩa là một nền kinh tế thị trường hiện đại, tuân thủ và đảm bảo thực hiện tất cả các quy luật, các thông lệ của kinh tế thị trường như tất cả các nền kinh tế khác. Cái thứ hai là chúng ta tuân thủ những cái cam kết về hội nhập, chúng ta thực hiện những cái điều khoản về hội nhập. Cái thứ ba nữa là chúng ta lấy cái cơ chế quản lý là nhà nước sau chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng
là một thành phần. Và cuối cùng chúng ta lấy mục tiêu cao nhất là vì một dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Tức là con người là động lực và mục tiêu cao nhất. Với bốn lá cắt này có thể nói là lần đầu tiên chúng ta định hình một cái danh, một cái khái niệm kinh tế thị trường đi chứng nghĩa một cách đầy đủ nhất, toàn diện nhất và sâu sắc nhất. Vâng, gần đây thì có ý kiến cho rằng là nếu như bỏ đi thành tố là định hướng xã hội chủ nghĩa thì kinh tế của đất nước sẽ phát triển hơn. Vậy thì thực tế ở Việt Nam của chúng ta những năm qua, đặc biệt là trong những cái giai đoạn khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, thì cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã giúp cho Việt Nam của chúng ta vững vàng như thế nào? Tôi cho rằng đấy là một cái nhận thức mang tính chất định kiến ban đầu. Họ chưa cập nhật hết những cái thay đổi trong tư duy kinh tế của Đảng ta về cái mô hình kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn. Tức là chúng ta đã mở rất nhiều, đã điều chỉnh rất nhiều, thậm chí ngay cả quan niệm về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, của doanh nghiệp nước chúng ta đã thay đổi rất là nhiều rồi, nhưng mà họ chưa cập nhật. Chúng ta phát triển kinh tế thị trường vẫn hoàn toàn theo tất cả các cái xu hướng, các cái quy luật của thế giới, và chúng ta thêm cái định hướng chủ nghĩa là để chúng ta định vị cái mục tiêu cao nhất, cái cơ chế quản lý của nó hướng tới con người để nó trung hòa, chỉnh sửa và bù đắp lại những cái thiếu sót, những cái sai lệch cực đoan của cái thị trường, giảm thiểu tất cả những cái bất công xã hội, giảm thiểu tất cả những sự tàn phá môi trường, giảm thiểu tất cả những sự mù quáng của đầu cơ thị trường. Chúng tôi cho rằng điều đó đã giúp chúng ta đứng vững thời gian qua. Bằng chứng là trước khủng hoảng 2008 của Mỹ, trước đó là 1998 ở Thái Lan, chúng ta đã đứng vững được. Năm 2008 ở Mỹ chúng ta đã đứng vững được. Và đặc biệt cái cuộc khủng hoảng Covid-19 năm 2020, rõ ràng chính nhờ cái định hướng xã hội chủ nghĩa, nhờ cái việc lấy con người là mục tiêu cao nhất, chúng ta đã thành công. Chúng ta đã trở thành một trong 5 nước mà kiểm soát tốt nhất cái Covid-19, một trong 16 nước mà có cái động lực tăng trưởng tốt nhất của năm 2021 theo đánh giá của thế giới. Hơn nữa đó, cũng nhờ cái chúng ta định hướng xã hội chủ nghĩa này mà chúng ta mặc dầu mới chỉ là nước đang phát triển thu nhập trung bình thấp qua được một vài mức, mà chúng ta đã năm 2020 đó lần đầu tiên đạt tới cái nước mà có chỉ số phát triển nhân lực, chỉ số phát triển con người cao trên 0,704. Hơn nữa chúng ta thấy rằng là chính nhờ cái việc mà định hướng chủ nghĩa mà chúng ta giữ được ổn định xã hội, giữ được ổn định chính trị, chúng ta trở thành một trong những nước mà điểm đến của các nhà đầu tư trên thế giới, điểm đến của các cái quá trình tái cơ cấu lại các cái chuỗi sản xuất của thế giới. Chúng ta đạt được những cái mục tiêu về phát triển, 5 mục tiêu một lúc của phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, và là cái nước đang phát triển duy nhất ở khu vực Đông Nam Á này là đạt được cái mục tiêu về giảm nghèo bền vững, thậm chí còn trước 2 năm so với mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Rõ ràng chính cái định hướng xã hội chủ nghĩa lấy con người là mục tiêu cao nhất này mà chúng ta đã không bỏ lại phía sau, đã đảm bảo phát triển xã hội gắn liền với từng bước phát triển kinh tế. Còn về mặt thể chế chính trị thì chúng ta thấy rằng là ngay cả nước Đức, nước Mỹ, nước Nhật, nước Hàn Quốc là những cái nền kinh tế thị trường phát triển, nhưng họ cũng có thể chính trị khác nhau. Thì rõ ràng là Việt Nam hoàn toàn có quyền có một cái thể chế chính trị xã hội riêng. Nghĩa là gì? Việt Nam vẫn tuân thủ luật của thế giới là kinh tế thị trường là chung, nhưng cái thể chế chính trị có thể khác nhau phù hợp với thực tế lịch sử của mỗi nước, và nó đảm bảo được cái hiệu quả phát triển cao nhất của đất nước đó, cũng như nó đảm bảo sự ổn định chính trị xã hội. Với tình hình đấy thì hoàn toàn Việt Nam có thể ghép giữa kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, với tư cách đó là một cái nền kinh tế mà được dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, được bởi nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không có bất kỳ một cái sự dị biệt nào so với các thể chế khác trên thế giới. Theo ông thì đại hội 13 tới đây của Đảng thì sẽ tiếp tục xác định và định hướng cái con đường này như thế nào? Nếu đại hội 13 thông qua cái dự thảo văn kiện đã trình đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị cũng như là các cái báo cáo kinh tế xã hội khác, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chứng kiến một cái sự phát triển mới trong nhận thức và trong một cái sự cụ thể hóa và đầy đủ hơn trong cái khái niệm về kinh tế thị trường đi hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đến dự thảo văn kiện đại hội 13 chúng ta vẫn có một sự phát triển nữa, và sự phát triển này theo chúng tôi được đánh giá đó là một sự phát triển ở tầm cao mới. Nó thể hiện một cái nhận thức nó đầy đủ hơn ở thể hiện là 3 điểm. Thứ nhất là chúng ta khẳng định đây là một cái mô thức mà lâu dài, sẽ là một quá trình rất rất lâu dài của Việt Nam. Thứ hai là chúng ta đã định nghĩa đầu tiên một cách rõ ràng hơn về cái vai trò của nhà nước, của thị trường và của xã hội, chứ không phải chỉ có nhà nước và thị trường mà thêm vai trò của xã hội nữa, đặc biệt là các hội đoàn. Cái thứ ba là chúng ta khẳng định rằng chúng ta sẽ lấy cái thị trường là cái nguyên tắc chủ yếu để phân bổ các nguồn lực, và đặc biệt chúng ta sẽ lấy tất cả các cam kết hội nhập để thể chế hóa nó trở thành một cái định hướng trong vấn đề điều hành phát triển kinh tế. Rõ ràng đây là những nhận thức rất là quan trọng, nó thể hiện Việt Nam chủ động,
và tuân thủ tất cả các cam kết, cũng như Việt Nam thực hiện tất cả các cái gọi là quy luật cũng như là các cái thông lệ của kinh tế thị trường theo những cái hướng tốt nhất. Và chúng ta lấy cái mục tiêu cao nhất là phát triển dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh vì con người và đặc biệt theo cái định hướng phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc đã đặt ra. Thì rõ ràng tất cả những điều đó nó khép lại cũng như là nó làm toàn diện hơn, tròn đầy hơn cái khái niệm về kinh tế thị trường định hướng chung của Việt Nam. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong một lần nữa. Về mặt lý luận, chúng ta đã có thể hiểu vì sao Việt Nam lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và trên thực tế cũng đã chứng minh tính đúng đắn của sự lựa chọn này với hàng loạt thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã tạo ra. Trong bầu trời u ám của kinh tế thế giới năm 2020, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đáng ghi nhận và tự hào. Với tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm có tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai gây hậu quả nặng nề, thì đây là thành công lớn của Việt Nam. Có thể nói là cái chỉ đạo rất là kịp thời và quyết liệt từ Bộ Chính trị, từ Chính phủ, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư thì đã có những cái chỉ đạo rất là nhanh, kịp thời và chính xác. Do đó là các cái giải pháp của chúng ta là đã đi trúng vấn đề, và chúng ta nhìn nhận là nếu mà so sánh với các nước khác thì chúng ta thấy với cái giải pháp của chúng ta đã kiểm soát rất là tốt và giúp cho cái thúc đẩy tăng trưởng trong cái giai đoạn vừa qua. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ sở để Việt Nam hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch thành công, vừa tập trung nguồn lực phát triển kinh tế. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường được đảm bảo bởi vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được thể hiện ở hệ thống pháp luật, chính sách, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để tạo ra môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng Việt Nam đã ở trong top 3, vượt qua Philippines về mức độ thịnh vượng và cả về tổng sản phẩm quốc nội thu nhập tính theo đầu người. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản còn dự báo với khả năng hồi phục và bật dậy nhanh chóng sau dịch COVID-19, Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2023 và là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á sau Indonesia vào năm 2035. Nhờ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với GDP chỉ 14 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người chỉ vào khoảng 250 đô la Mỹ trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thay đổi một cách toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng trên 10 lần. Và Việt Nam từ một đất nước phải nhập khẩu gạo, bây giờ là cường quốc số 1 về xuất khẩu gạo. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế bây giờ được nâng cao lên rất nhiều. Và Việt Nam có quan hệ hợp tác với hơn 200 nước. Hiện nay có quan hệ kinh tế xuất khẩu, nhập khẩu rất rộng rãi. Và cái điều rất quan trọng là chúng ta đã thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế để chúng ta không phụ thuộc vào một nền kinh tế duy nhất nào. Những nhận định đánh giá của các tổ chức quốc tế, cơ quan thông tấn quốc tế và các con số thống kê nói trên đã minh chứng cho hiệu quả của việc phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và khẳng định lời khuyên của những người muốn Việt Nam đi chệch đường là không có cơ sở về thực tiễn. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.